7 rưỡi sáng tỉnh phải dậy để đến quán, sau đó thì như hôm nay là 11 rưỡi mới về nhà, sau đấy là phải ngồi làm sổ sách đến tầm khoảng 2 giờ sáng. Thì nói chung là Casey cũng muốn thức xem thì mình cũng bắt Casey đi ngủ thôi, tại vì là thực sự thì có chăm chỉ làm việc đến mấy thì cái sức khỏe con người này cũng có hạn thôi. Casey giờ này chắc chắn là ngủ rồi, anh em yên tâm. À có game rồi, ok. Turn to ban. Ten seconds remaining. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu tiếp theo của vòng bảng khu vực. Đây là bảng A của The International 2017. Hình như đây là bảng B chứ. Vâng, đây là bảng B, xin lỗi các bạn. Giữa Cloud9 và Virtus Pro. Hiện tại thì VP đang có một cái thứ hạng nó khá là an toàn trên bảng điểm thôi, tức là đứng thứ giữa, tầm giữa bảng, thứ tư hay thứ năm mình cũng không nhớ chính xác lắm. Còn Cloud9 hiện tại họ đang vẫn chưa có một điểm nào sau hai trận bò hai, tức là họ thua cả 4 trận mà họ đã từng thi đấu trong cái khuôn khổ giải đấu vòng bảng T2017 này, không thắng được một trận nào luôn. Sinai ơi, ông vua về nhì, chả lẽ bây giờ lại về bét à? Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Điểm qua một chút xíu với lượt ban pick đầu tiên thì bên phía VP họ ban đi IO, Night Stalker, Necrophos, còn Cloud9 đó là Ogre Magi, Nick Assassin và Oracle. Có vẻ như Oracle đang có một cái tình huống comeback không hề nhẹ ở trong cái giải đấu T7 này. Thường xuyên được pick hoặc là bị ban đi bởi các team. Và có cho mình first pick, Cloud9 lựa chọn Lich. Lich first pick, lại là Lich và Doom, lại là một cái chiến thuật mà nó cộng được khoảng 1.000 tỷ giá cho đồng đội. Với việc là con Lich này sẽ có cho mình được Frost Armor và Doom thì có thể chill vào rừng, bắt một con Ogre Frost Mage và cũng có cho mình một cái Frost Armor nữa. Nếu như mà mình không nhầm thì hai skill đó có stack với nhau về cái khả năng slow đối phương. Có bên phía VP, tôi rồi ôi, đánh MVP nhưng mà không ban Anxia cũng chẳng ban Disruptor. Chơi hay nghỉ đây? Cái khả năng combo của VP với Disruptor và Anxia chúng ta đã được chứng kiến không phải là một lần, không phải là hai lần, cũng chẳng phải là ba lần, mà nó phải tầm khoảng chục lần rồi. Và trong TI này thì cũng đã có được chứng kiến luôn rồi. Nhưng mà họ lại không lựa chọn Disruptor, họ lại lựa chọn đó là Anxia với Doctor cơ. À, làm cái Disruptor thì sao nhỉ? Có lẽ như họ nghĩ rằng Daxia và Earth Spirit là quá đủ rồi. Làm còn Witch Doctor nữa, Curse và phát 5 thẳng, thế là xong combat. Không cần phải ulti làm gì cũng đang lâu. Uầy, anh em đừng có nghe lời tôi mà bet nhá. Tại vì là nói về cái vấn đề bet thì nó là như thế này này. Từ trước đến giờ ấy, hồi T3 thì mình có bet độ khoảng 2 cho tới 3 game cho nó vui. Một vài cái rare. Bet trận nào thua trận đấy, bet theo thì nó thắng. À nhầm, bet theo thì nó thua, bet ngược thì nó thắng. Bet kiểu gì cũng thua. Lựa chọn thứ 3 của C9 đó là Puck. Và tôi nghĩ rằng đây là món Puck dành cho Fata. Có lẽ là cái vấn đề mà nhà nghỉ với cả quay tay các thứ thì bỏ qua đi mọi người ơi. Đến game tới nơi rồi vẫn nói cái chuyện ở đâu đâu thế.
C9 mua lại team NP. À thì để trả lời câu hỏi này thì Cloud9 một lần nữa họ lại tài trợ cho một team có Eternal Envy, chứ không phải là mua lại. Mình theo những thông tin mình được biết là như thế, đơn giản là tài trợ thôi. Vì mua lại hay không thì về cơ bản trong Dota, thực ra cái vấn đề mua lại cả vấn đề tài trợ thì nó cũng khá là lằng nhằng, tức là nó có rất là nhiều những cái mà nó hợp chung vào với nhau ấy, nên là cũng khó nói. Tuy nhiên theo như mình biết thì là tài trợ. VP CSGO có Pasha, Dota của VP thì lại có Nai Pasha chứ không phải là Pasha. 9 thằng Pasha cộng lại bằng một thằng này luôn. Death Prophet là lựa chọn Nimitz dành cho No One của Virtus Pro. Như vậy là Death Prophet sẽ limit cùng với cả Puck. Còn bên phía Cloud9 họ lựa chọn cho Envy, còn Drow Ranger. Chiến thuật là rõ ràng, Drow sẽ cộng down cho Puck, limit không thể thua lên được. Ngoài ra Lich cũng sẽ được hưởng lợi từ cái skill Precision, đúng không nhỉ? Mình quên mất là con Drow này skill 3 của nó là cái aura gì mất rồi. Nếu như mình nhớ không nhầm là Precision Aura. Cái hero tay dài đều sẽ được cộng đàm từ aura của Drow. Và hiện tại họ có 3 con hero như vậy, tức là ngoài Drow ra còn 2 con nữa. Bên phía VP thì đội hình hiện tại của họ cũng khá là mỏng thôi. Witch Doctor không phải là hero nhiều máu hay là nhiều giáp. Earth Spirit thì giáp cũng không có quá nhiều, máu thì ok cũng tạm được vì nó là hero strength. Darkseer thì khỏe, nhiều máu nhiều giáp. Death Prophet thì không nhiều máu cũng chả nhiều giáp, nhưng mà nó là con Dimit và sẽ lên được khá là nhiều đồ để cộng máu và cũng giáp cho bản thân. Ngoài ra có một cái lock để có thể giải hiệu ứng xấu từ đối phương như kiểu là silence hoặc là slow của Lich. Còn Doom thì không giải được, nó dính Doom thì là chết luôn rồi. Ở lượt ban cuối cùng thì Cloud9 họ ban đi Phantom Lancer. Còn bên phía Virtus Pro đó là Lina. Nhưng tại sao họ ban đi Pelor? Vì Pelor là hero khả năng burn mana khá là khó chịu, và như vậy là Medusa mới là hero lựa chọn đi mid dành cho Fata của Cloud9, chứ không phải là Puck. Puck sẽ đi off lane, Drow đi safe lane. Một lượt pick khá thú vị của Cloud9, và cũng một phần nào đó hack não đối phương khi mà Fata cũng khá là thường xuyên đánh Puck. Chờ xem là VP họ sẽ đánh như thế nào đây. Đối phương nếu như về late game tôi không nghĩ là ăn được cái ông Sina hay đâu. Vừa Drow, vừa Medu, vừa Puck, lại còn vừa Doom. Cái đội hình nó quá khỏe khi mà kéo về late game. Doom về late game sẽ có cho mình bét nhất là một cái revenge off, không cần nói chuyện có gậy xanh hay không. Cứ Doom hai ông vào coi như là phế luôn hai thằng con bát rồi. Và như vậy lựa chọn cuối cùng của VP dành cho Ramzy đó là một Animage. Animage là được lựa chọn đơn giản để counter Medusa thôi, sẽ chém hết mana của Medusa, sau đó là một mana void vào để ông nào đứng cạnh thì là chết cùng Medusa luôn. Vì Medusa thì khẳng định là một con hero rất nhiều mana. Có vẻ như là một lựa chọn hơi mạo hiểm của VP khi mà Animage nếu như phải đánh nhau ở cái điểm mà anh ấy mới chỉ có một cái Battle Fury, cho thêm cái Yasha nữa đi, vẫn rất yếu. Gặp phải một cái đội hình push sớm với Drow Ranger và Puck thì pick Animage liệu rằng có phải là một lựa chọn hay, có phải là một ý hay hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu giữa Cloud9 và Virtus Pro. Đúng em, tức là những màn TP thì cảm word khá là quen thuộc, không có gì bất ngờ cả. Tuy nhiên không hề có smoke từ AoE hai cành, bởi vì anh biết rằng TP ngay ra đây để cắm ward thì đối phương sẽ không kịp di chuyển ra để scar được ward của mình. Solo này có smoke rồi, nhưng là cắm ward đâu thì đối phương không biết, chỉ có nếu như mà nó hack não nó đoán được thì là đành chịu mất cái ward đó mà thôi. À,
anime cho em biết rằng sẽ phải đi lên cả món Park có được cộng đam của Drow Ranger. Cái lượng harass tới từ Park là rất khó chịu ở thời điểm đầu game. Và như vậy là anime cho anh sẽ lựa chọn mình Poor Man's Shield là item đầu tiên. Và sau cái phiên bản 7.0 mấy mình cũng không nhớ chính xác lắm. Tuy nhiên thì Slipper Agility không còn có thể mua được ở side shop nữa. Thì bây giờ cái việc lên Poor Man's Shield thẳng nó sẽ khá là khó dành cho anime nếu như mà anh ấy mua cho mình một cái Star Shield sớm. Sẽ phải mang hai chiếc Slipper Agility từ nhà ra. Và ở cái thời điểm early game thì con gà nó sẽ chỉ là gà thôi, nó không bay được. Và đi một cái lên dài như thế thì ra tới rất là lâu. Và cũng như là khiến cho Hero Limit của mình sẽ khó có thể dùng được gà. Và đây thì Leo lăn vào, cướp luôn rune bounty của Fata. Đấm Fata mất nửa máu nhưng Paradise đã tới rồi. Và như vậy là không có gì xảy ra nữa cả. Đơn giản là cướp rune của đối phương thôi. 3 rune bounty dành cho VP. Quay trở lại với cả cái việc mà sử dụng không mua cho mình Star Shield sớm mà lại mua mà 2 cái Super Agility thì sẽ khiến cho cái việc sử dụng gà của AM là không cần thiết. Vào đây thì Liu, anh ấy vui quá rồi, lăn đi là không kịp khi mà MSS đẩy off vào quá hay. Và Liu sẽ phải chết first blood dành cho Pylai đây. Cướp rune bounty nhưng mà fit ngược lại một chiếc first blood dành cho support số 5 của đối phương thì cũng không phải là một cái điều nó hay ho cho lắm. Nhưng mà thôi, còn hơn là fit cho con Puck. Mặc dù là Liu anh chết một mạng hơi bị nhạt, tuy nhiên thì Fata mid cũng chỉ còn một nửa máu thôi. Và cái lượng regen của Medusa thì điểm này thì cũng không phải là quá nhiều. Regen cơ bản chỉ có một thôi. Và Tango cũng đã cắn ngay đầu game rồi. Đi với cả một con Death Prophet sẽ liên tục bị vẩy, sẽ liên tục bị harass, vô cùng khó chịu. Lượng máu Fata sẽ luôn luôn là rất thấp nếu như anh không cặp bình màu to đến ngay bây giờ. Tuy nhiên 300 máu mà cặp bình màu to thì lại hơi phí. Vì cái bình màu to nó heal tới 400 máu cơ. Mà con Medusa này nếu như mà để tầm khoảng còn 160 máu mới heal lên, có khi là bị chết solo kill cũng nên. Ở dưới boss này Pasha đi với cả một con Doom và một con Drow khá là đơn giản thôi, anh sẽ rất là khó chết. Tuy nhiên thì cái việc bị harass cũng là điều dễ hiểu vì đây là một con hero tay ngắn. Kiểu gì cũng phải vào gần thì mới có thể last hit được nếu như không muốn để đối phương deny mất. Vì ở hiện tại mới chỉ có level 2 thôi. Một điểm ăn shell thì rất là khó để dùng cái skill đó để last hit được. Vì đơn giản lượng damage mỗi giây nó chỉ có 30. Hơi nhỏ để có thể để cho đối phương không kịp deny. Mặc dù là một con Drow có attack animation khá thấp ở thời điểm level 1. AoE hai cành là một con Doom lên cho mình dày. Với các bạn là khỏe. Có với mình thêm cả một cái Unholy Aura nữa. Lượng regen của Doom bây giờ là 7.8. Lại chưa dừng kiếm con quái nào đó không thì ăn rune bounty thôi. Mấy con quái này chắc anh không ăn đâu vì Aura của cái này rất là lởm. Không hề có Aura luôn và cái skill của nó thì rất là lởm. Một con thì là purge tốn rất nhiều mana, một con thì là rút đốt mana của đối phương và cũng khá là tốn mana của mình. Con No One này thì đã buồn ngủ rồi còn gặp chiếu manh nữa, đang spam hết cả mana để harass con Medusa của Fata thì dừng điên top ăn thì của rune regen. Thế là thôi, xong con Fata thì coi như là đời bế mạc. Ở trên top MSS đang bị chém khá đau, tuy nhiên tôi nghĩ là không thể chết được vì anh vẫn còn Illusory Orb nữa. Hôm nay Pasha tôi nghĩ rằng nên vào rừng để có thể farm được một cách an toàn hơn và nhanh hơn. Nhưng mà Daxia là một hero farm rừng rất là nhanh. Một cái việc mà phải hit level lên như này thì có lẽ là nên chui vào rừng thôi. Cứ từng lâu ở cái khu vực dưới boss như này thì cũng không hit được quá nhiều level và lượng farm ấy cũng không phải là quá cao. Về cơ bản thì thấp hơn còn cả món Park off lane. Park là hero mà chỉ còn gần như là không dám đẩy off để farm mấy. Ở dưới boss thì AoE cứ liên tục là chém lửa vào người của Nai Pasha thôi, mất rất nhiều máu rồi, hết sạch cả mana nữa luôn. Giếng thì phải tới phút thứ 5 mới có, và như vậy là Nai Pasha bây giờ anh phải đi bộ về nhà thôi. Lee cũng làm điều tương tự, Walk of Shame. Haste.
Và đây công ty cũng di chuyển ra thì AoE hai cảnh rồi, anh ấy có chết Runes và No One chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Mạng lại là dành cho Pylaidai, KS quá tuyển, lưu TP ra nhưng đội mình chết mất rồi, còn đâu ra nơi cũng chỉ để khám nghiệm tử thi mà thôi. Chết vì hàn băng chân khí, không cần khám tôi cũng biết. Thôi bây giờ lưu ra mid cho hy tạm level thôi. Định làm gì, lăn vào Fata này, vẫn còn một stun nữa, đá ngược Fata về luôn chứ không phải là stun. Tuy nhiên Noan thì bây giờ lâu quá và thế là thôi, Fata sẽ được về rồi. Và lưu mới là người phải chết, lưu chết rồi. Như Noan, anh ấy lao lên, anh ấy muốn lấy mạng của Fata nhưng không thể được vì lượng slow tới thì Paradise là quá khó chịu. No One sẽ phải lùi lại thôi, vừa TP ra mất ngay nửa máu, tốn khá nhiều mana, nhưng không sao, vẫn còn nguyên bình. Một game đấu với các bạn khá cân bằng, tỷ số hiện tại đang là 3-0. Tuy nhiên chênh lệch về network nó không phải là đáng kể. Và hãy nhìn cái lượng last hit của các carry xem, các core hero họ đều có lượng last hit về cơ bản là ngang nhau. AM là 318, Drow là 29-10, Death Prophet 27-11, Medusa 28-10, chả chênh gì nhau cả. Thậm chí là hai hero off lane cũng tương tự như nhau luôn, 13-2 và 12-1. Ở dưới bot core đánh nhau rồi, Envy ra người bớ lại, double and shell, Envy không có điểm nào vào Ghost cả. Và Envy sẽ phải chết ở đây. Lưu liệu rằng có phải trả giá cho cái tình huống dive trụ này không? Không phải là dive trụ, chỉ là dính một hit của trụ thôi, nhưng cũng đủ để Lưu phải chết rồi. Nhưng đổi một con support lane, một con HKD của đối phương là quá lãi. Naipasha thậm chí còn không phải chết. Paradise có một chút rune in về, đang đuổi theo phía sau Naipasha. Phía sau một chàng trai thì lại là một lick thì gọi là cái gì nhỉ? Cương thi chăng? Wow, bây giờ scan còn có luôn cả thông báo Dire are scanning. Tiếp tục là một con Lich lên giày face thì đấm nhau cho khỏe. Style hay cực kỳ luôn. Vừa Willis vừa giày face, tốc độ chạy thì không khác gì Fairy công thức 1 cả. Tiếp tục là đi farm thôi, thì hiện tại là 4-1. Lưu vẫn là người rất là chịu khó di chuyển từ nãy đến giờ cùng với cả AoE hai cảnh. Những người còn lại của cả hai team họ đều đứng ở lên mà thôi, gần như là không có cũng di chuyển quá nhiều. Naipasha nên nhớ là bây giờ ông NV này có level 6 ở đây, đam kinh lắm, đừng có chơi. Và con Lich bây giờ nó đấm cực kỳ đau rồi, nhìn xem Medusa lượng đam là 77 cộng 39, đam bây giờ là 116 ở phút thứ 7. Lich thì sao? Gần 100 đam luôn, 92 đam, 93 đam cũng là phút thứ 7, đấm AM không thở nổi đâu. AM của Pumeshield trừ được 20 dam thôi, không ăn thua. Uầy, Paradise đứng đây mà giật đi giật lại để không cho quá vào range trụ, chỉ để cho Park để last hit được dễ hơn. Ăn rune DD là nhanh tới được AoE hai cảnh, nhưng mà nhìn thấy được con taxi nó đang lao vù vào định cướp rune của mình. Tuy nhiên tay hơi chậm, không đấm nó một cái. Hoặc có thể là khâu thi không đấm vì cái lượng mana của Doom bây giờ không phải là quá nhiều. 40 mana không phải chuyện đùa đâu. Earth Spirit di chuyển vào đây để không rõ để làm gì. Tuy nhiên thấy đối phương đông quá, thế là lăn đi và TP về rồi, và cũng là về nhà thành công thôi. Tuy nhiên thì TP về tận Fountain luôn, mất khá nhiều thời gian để chuyển ra, mặc dù vừa rồi anh cũng còn đầy máu và đầy mana. Witch Doctor mua cho mình một chiếc smoke. Họ muốn di chuyển đánh nhau tiếp rồi. Đối tượng tiếp theo mà họ hướng tới sẽ là ai đây? Tôi nghĩ rằng họ muốn giết Medusa, mà nãy giờ Medusa farm khá là free. Drow thì cũng đã chết một lần rồi. The Serpent Supreme.
Một game đấu khá cân bằng và hòa bình. Tỷ số là 4-1 sau 9 phút thi đấu. Và như vậy là C9 mới là những người mở Smoke lên trước. Nhưng MSS chưa có Dreamcoin. Envy thì lại không có quá nhiều điểm ở Silence, mới chỉ là 1 điểm thôi. Liệu rằng có đủ down để giết Animate hay không? Rồi đã có lao vào nhưng Silence là trượt tới Envy. Và thế là thôi, coi như là phí cái Smoke này rồi. Có lẽ họ sẽ cố gắng đẩy trụ top. Nhưng ngay lập tức đó là Smoke để counter gank và counter push tới từ VP. Lượng dam của Envy thì là nhiều, thế nhưng mà liệu rằng có đủ hay không thì chưa biết được. Đã phải lùi về rồi, cắm một chiếc ward ra, lăn bóng vào tự lưu, sút bóng là hay, nó trúng cả đôi người. Envy mở Silence lên nhưng no one có cả mà rồi. Và Envy anh ấy mở hướng ngược lại, anh ấy mở đường máu cho đồng đội, nhưng anh ấy là con carry. Mà tại sao anh ấy lại phải hy sinh để cho mấy con support được sống thế này hả mẹng ơi? Draw lên hút xong rồi hy sinh để đồng đội được sống. Biết nói thế nào nhỉ? Deny trụ không thành công nên no one ở mid, khi mà cái lượng dam anh ấy thì không thể nào so với cả Medusa vừa có dây face vừa có aura của Draw. Animage của Ramsey sau nhận thấy rằng đối phương có vẻ như là đang muốn giết mình. Vừa nãy vừa smoke lên giết hụt rồi, sắp sửa có thêm lần smoke nữa. Thì bây giờ anh ấy chưa bao dừng farm luôn. Còn cách một chiếc Battle Fury không quá xa. Tuy nhiên lựa chọn mình một chiếc Power Treat cũng như là Pomade Shield như thế này. Có thêm cả Falling Blade nữa, farm rừng rất đơn giản. Còn một bình máu to để khi nào ít máu quá thì cắn lên. Thậm chí là farm rừng thì cũng không mất quá nhiều máu nhưng vẫn còn luôn cả bình máu to thủ sẵn. Nói chung là Ramsey có thể ngủ trong rừng rất là lâu, không sợ chết. Dreamcoin được dùng để boss, thậm chí là có luôn cả Doom vào rồi. Và Blind Pasha đã bị lên bảng điểm số, có lăn bóng vào tư lưu. Nhưng thêm một lần nữa anh ấy xuất hiện quá muộn màng. Đồng đội chết rồi thì mới tới nơi. Lúc đó thì Blind die, last hit chủ trên top. Ông Envy thì có phải đánh support không đấy? Đánh Drow để support cho Lich à? Trụ dưới boss của VP cũng đang bị dồn vào, áp lực là rất lớn ở toàn bản đồ. Với việc VP sử dụng anime chỉ đánh nhau ở điểm mid game là vô cùng khó. No one cũng đang cùng đào ma nữa. 4 giây nữa sẽ có rồi, pha 8 mở đồ ulti lên trước khi bị silence. Bây giờ thì anh cần phải lùi về, quay mông của đối phương luôn. Nơi no one này, ultimate của Earth Spirit đã được sử dụng, liên tục là ném đá ra để magnetize không hết thời gian. Nhưng có lẽ là hết đá rồi. Tỷ số là 5-2 nghiêng về C9 sau 13 phút thi đấu, chênh lệch là 3.000 net worth cũng nghiêng về 9 tầng mây. Tuy nhiên cứ đánh như này thì cũng chưa biết được là mèo nào cái mèo nào, vì Ramsey vẫn đang free farm, không chết một mạng nào, cũng chẳng có ai cản trở, vẫn đang đứng top 1 net worth mặc dù chưa hề có những Battle Fury. Cùng lúc đó chúng ta có một con Drow Ranger đang chưa rõ định lên item gì, trông rất giống là định lên một cái hút hay là Glimmer Cape. Cầm một chiếc clock từ rất là lâu rồi, áo mưa đang thủ sẵn trong người để cho một ngày nào có nắng hay là có mưa thì cũng luôn luôn chuẩn bị sẵn. Lăn bóng đi đâu đây Lưu ơi, không biết nữa, nhưng mà chắc là Lưu phải lùi lại thôi, rõ ràng như thế rồi. Từ nãy giờ thì Lưu vẫn đang dạy chúng ta một cái lối chơi Dota mà nó không quá hoàn hảo và hiệu quả, nên là nếu mà anh em định học Dota thì chắc là cũng tạm thời đừng học ông Lưu này vội. Ông Ramsey bị Doom nhìn thấy, tí nữa là ăn Doom rồi, nhưng mà Blink về khá nhanh tay. Doom gần như đã hoàn thành được animation để Doom một người của Ramsey, thế nhưng mà Ramsey Blink về được. Đúng khoảng 0.1 giây nữa thôi, chắc là Ramsey ăn một cái Doom rồi, nhưng mà chết hay không chưa biết được, tại vì Draw ở khá là xa.
Fata một lần nữa bị bớ vào, lần này Fata chết chặt rồi. Còn tới 5 người ở mid nhưng trên Frost mở ra, Mark cũng đã tới, Rip coi được 5 người. Now One bên người phải chết, Medusa vẫn chưa chết, lưu lên bảng đếm số. Ramsey đang cố gắng lùi về, Solo bị chém rất đau, Solo bị chém quá đau, nhưng Aoi chắc là thôi không đuổi nữa rồi. Backup là quá nhanh từ Lucy này, khi mà Lich ở đó, Doom ở đó, Puck cũng ở đó. Rất may vì họ chỉ mất có 2 người thôi chứ không phải là toàn bộ đội hình, khi một cái dream coin quá đẹp của Fata cho các bạn của MSS. Tôi tưởng là VP mới là những người có những tình huống combo cực kỳ đẹp, có bát, nhưng tôi nhầm rồi. C9 với MSS, trời Puck họ cũng làm được cái điều đó. Ôi trời ơi, double damage dành cho Envy. Bây giờ thì là Androshan. Androshan xong sẽ là đi đẩy nhà, chắc chắn như vậy rồi. May quá ông Drone này không lên cho mình một cái pipe, anh nhầm một cái hút, chỉ đơn giản lên clock để đấy thôi. Nhưng mà cũng không lên Dragon Lens mà lựa chọn một cái Fox Staff. Sợ thế nhỉ? Lich được Fox Staff lên này nhưng không còn gì để giải, không có gì để phá TP đối phương chính xác hơn. Khi mà trên Frost Paradise còn cooldown tới 4 giây nữa. Bây giờ thì Ramsey bị nhìn thấy dưới boss này, nhưng Aoi chưa có Doom. Có Silence tới từ MSS, có rất nhiều thứ. Và Ramsey không bị Doom nhưng vẫn phải chết. Burst down của đối phương là quá nhiều. Và Ramsey, anh mới chỉ có 2 điểm vào Spell Shield thôi là chưa đủ rồi. Ông này hơi lởm không đổi cheat sang Strang để cộng thêm tí máu. Đấy, có cheat Strang khi vẫn sống. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Mỗi người một nơi luôn. Ở dưới boss thì Doom với Puck giết được Ramsey. Ở trên top thì một mình Envy được last hit trụ. Lần này thì Paradise cũng ở cạnh đó nên là thôi không nhường trụ cho Paradise nữa. Medusa và Drought Ranger đang giàu quá. Một ông 7.001 và ông 6.003. AM vẫn chưa Fury. Chúng nó sắp trở lên đến 2 ground tới nơi rồi, mình vẫn chưa cầm Fury một người. Thế thì bao giờ mới đóng góp cho team đây bạn ơi? Dire's middle tower is under attack. Vẫn tiếp tục là đẩy trụ thôi, không ai cản nổi đây. Mà nên nhớ là Drow vẫn chưa đứng ở đây đâu, mới chỉ có một con Medusa đứng gấp nhà thôi. Drow ơi, ơi, hút ra. Cuối cùng vẫn lựa chọn cho mình một chiếc hút of Defiance. Đối phương không có quá nhiều năng phép thật sự như vậy, nhưng vẫn lựa chọn cho mình bài tầm như vậy. Tôi nghĩ đơn giản là để push nhà thôi, thì nữa lên Pai nhưng mà lại không ai có make. Đáng lẽ ra là ông Drow phải lên make luôn. Hút làm cái gì, mình đẩy nhà mà. Vẫn chỉ một mình Medusa ở mid đẩy trụ. Anh ấy có cho mình một cái khiên Aegis. Xin ai đánh trông đánh gì à? Đội hình push sớm nhưng mỗi ông một nơi, hai ông dưới boss đang chờ để giết. Thực ra là một ông dưới boss thôi, không phải là hai, xin lỗi các bạn. Ramsey cuối cùng đã hoàn thành được cho mình một chiếc Battle Fury rồi, nhưng mà anh ấy còn phải farm tầm bé nhất là 10 phút nữa thì may ra mới có thể đủ đồ đánh nhau. Định deny tới được solo đấy, nhưng mà lượng đam của con Drow này chắc là nó gấp khoảng khẩm 3 lần so với cả con Witch Doctor. Thế là thôi, bỏ qua đi bạn ơi. Lên high ground luôn tới được C9 và Fata là người đứng đó đập nhà. Nhưng mà đồng đội đâu, bình tĩnh bạn ơi, lùi về đã. Ném một quả dừa ra nhưng mà không có ai để nảy lại cả. Fata vẫn còn khiến Aegis, vẫn còn rất nhiều mana và máu, chẳng có gì phải sợ cả. Tốc độ farm của AM nó đẩy lên rất cao rồi, anh đã đẩy lên top 2. Lưu lăn đi đâu đây? Lăn thì không đặt đá, bây giờ thì có ulti của Fata mở lên và đó lại ở trên Frost. Này, Lưu sẽ phải chết. No One vẫn đang bị đẩy vào và No One cũng chết luôn.
Buyback ra ngay lập tức tên solo mid của VP. Nhưng hai support đã chết. Mid game đánh nhau mà không có support thì lấy gì đẹp nhà này. Có ma này, bị force staff ra. No one ơi, no one be silenced. No one sắp chết rồi mà no one chết chưa. No one chưa chết nhưng Park anh ấy fit ở một cái nơi nào đó dưới lưỡi kiếm của Ramsey. Và núp vào người của Ramsey rồi. Nhưng Ramsey anh ấy biết rằng anh ấy không phải chạy. Anh ấy đấm nhau luôn. Aoi hai cảnh hết sạch mà nào. Ramsey vẫn còn đầy máu và lùi lại được thành công. Trụ bà đã vỡ nhưng Sinai sẽ phải lùi về thôi. Sinai có lùi về kịp không nào? Pai Lai Dai sẽ là người phải chết. Fata vẫn khiến Aegis nhưng anh ấy liệu rằng có sống được ở đây hay không? Giáp phản đang cooldown rồi, hết sạch mana tới từ Fata. Và có lẽ Fata sẽ chết thêm mạng nữa thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Không có một lý do nào Fata có thể thoát khỏi được cái nơi này. Giáp phản cũng chẳng có mana bật lên nữa luôn. Fata anh ấy phải chết. Drawranger đã TP về từ rất lâu trước đó. Và Park không hiểu tại sao lại có một tình huống chết lẻ ở mid như vậy. Cái nơi mà anh ấy cần phải có mặt là khu vực trên top. Đáng lẽ ra Sinai có thể có được một Rex rồi nhưng không. MSS chết ở một cái nơi rất là buồn cười. Và như vậy là Envy cùng những đội của mình sẽ không thể có được Rex ở phút thứ 20. Drought hoàn thành xong cho mình một chiếc Pipe và Inside. Nhưng mà chưa có make. Tại sao mà địch push nhà lại không lên make? Đối phương cũng có nhiều đam phép đây. Lên một cái Pipe thì cũng hay đây. Nhưng mà Pipe nó là một item mà nó không hồi được máu. Ý tôi là như vậy. Còn tất nhiên nó cũng cản lượng đam phép cũng khá khá. 400 đam phép cũng không phải chuyện đùa đâu. Radiant's top tower is under attack. Lick lên Shadow Blade, Doom lên Shadow Blade, Drought lên Pipe. Xong mấy câu Sinai này đánh thú vị thế nhỉ. Medu này lên đồ rất là bình thường thôi. Cái style mà Medusa lên Blade Mail chúng ta đã được nhìn thấy từ rất là lâu của chính của Envy luôn. Ba người smoke phía sau. Phía sau một cô gái là 1, 2, 3 người và một con bướm này. Một thằng Doom này. Và một cái cương thi. Chắc là bây giờ lại đẩy top tiếp thôi, chứ đẩy đâu nữa nhỉ? Trụ ba trên top vỡ rồi, bây giờ lại chơi cối đẩy mid cũng hơi buồn cười. Phải lại đài, không đi quất của tớ đâu bạn ơi. Phá được một chiếc sentry của đối phương trước khi đối phương kịp phá quất đỏ của mình là hay tới từ Lich. Tuy nhiên có thêm sự hỗ trợ đồng đội nữa nên là khen hay thì cũng bình thường thôi, không hay lắm. Rồi lên top bạn ơi, lên top nào, còn này đủ cả 5 người chưa? Vẫn chưa đủ đâu, tại vì là Drow với cả Park nó bận phá giếng. Phá xong giếng rồi. Envy và Ramsey nhìn thấy nhau. Envy muốn run DD, còn Ramsey thì muốn farm. Nhưng mà cả hai người thì cũng di chuyển một hướng. Trong tình huống bully của Ramsey và tình huống force staff của Envy trông nó khá là buồn cười ở phố duyên. Cuối cùng thì cháu không làm gì ai cả. Aoi hay cảnh sử dụng Shadow Blade. Anh ấy muốn giết Ramsey rồi nhưng Ramsey trốn trong cây và TP lên top để farm tiếp. Các thành viên của Sinai họ đang hơi mất thời gian để chuyển quanh map rồi. Họ muốn đẩy cả ba lên, họ muốn ăn nó trụ ngoài đối phương. Tự nhiên như vậy. Trước khi có Kenegis họ sẽ chưa lên high ground lần thứ hai đâu. Paladai chưa có Shadow Blade, chỉ có chiếc Shadow Amulet thôi. Mình đang sử dụng khá là nhiệt tình. Khi mà item này thì không mất mana để dùng và có thể cho chúng ta được cái khả năng tăng hình mãi mãi. Cho nên không dùng cả. Roshan trời sinh sau 1 phút 27 giây nữa. Thời gian là khá lâu. Tuy nhiên thì 1 phút 27 giây này liệu rằng có đủ để cho AM lên item gì không nhỉ? Một chiếc Manta thì nghĩa là khó. Anh ấy lựa chọn. Thực ra Manta thì đã đủ tiền rồi. Với các bạn là đủ tiền lên Manta rồi. Chứ không phải là khó như tôi tưởng. Nhưng mà lại còn định lên cả Lincoln nữa à? Lincoln Sphere thì là để chống Doom rồi, thì là điều rõ ràng. Tuy nhiên để mà lên được đủ cái này item thì hơi lâu nhỉ.
chắc là vẫn sẽ có một cái mana trước thôi, thì có thể burn được mana của đối phương để combo cùng mana void của mình. Chứ nếu như mà cứ lên những item để farm chống chết thì AM sẽ khá là vô dụng ở trong những tình huống lên high ground của đối phương tiếp theo. Một phút nữa AM farm thể cùng lắm được không khoảng 800 tiền thôi. Sẽ không thể nào có được cho mình một chiếc Lincoln Sphere ở lượt trong combat tiếp theo trong Roshan, vì chắc chắn là Cloud9 họ sẽ muốn ăn Roshan trước khi lên high ground rồi. Chữ 2 ở ngoài họ vẫn chưa đẩy nốt, có lẽ họ không quá quan tâm. Tôi nghĩ rằng mục đích chủ chốt của họ hiện tại vẫn đang chỉ là con Roshan, sau đó thì là lên top thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy là VP họ quan trọng hóa, họ tức là họ coi trọng cái việc deal đối phương như thế nào khi mà trên bản đồ bây giờ có tới 1 2 3 4 5 6 7, ít nhất là tới 7 chiếc sentry của bên phía VP để cắm ra để deal của đối phương. Có Medusa và Drow Ranger thì kéo lết cũng không phải là một cái lựa chọn tệ để dành cho Sinai. Tuy nhiên thì ăn được rách đối phương thì chẳng được gì, không ăn cả. Tuy nhiên thì lên high ground trong game đấu Dota 2 thực tế thì là trong một cái giải đấu lớn như TI thì vẫn là một cái điều mà cần phải suy tính rất là kỹ càng. Lên high ground fail một lần rồi, fail lần thứ hai nữa thì Sinai họ sẽ mắc, họ sẽ vướng phải một cái suy nghĩ, tức là họ sẽ bị thiệt thòi về tinh thần rất là nhiều. Và ở đây thì VP họ mở smoke lên, họ biết đối phương muốn gì. Tôi biết thì chắc chắn là VP họ cũng biết sẽ là khiến Aegis và sau đó sẽ lên top mà thôi. Cả hai team họ đều smoke rồi. Và VP họ chủ động lùi về, xin ai lao tới, chưa ai nhìn thấy ai cả. Vẫn chưa ai lộ smoke nè, vẫn chưa ai bớ được ai cả rồi. Và Nai Pasha anh ấy cũng đang lùi về thành công. Cả 10 người đang đứng ở một nửa map bên phía VP. Nhưng bây giờ thì Cloud9 họ chủ động lùi về Roshan tiếp rồi. Nhưng VP vẫn còn một smoke nữa, hút thuốc nhiều như thế này thì ung thư phổi đấy bạn ơi, như nào đấy nhỉ? Đứng lên high ground là hay của C9 này. Paladine ly chuyển ra, scout được smoke đối phương, ngay lập tức dùng Shadow Blade cắm rất nhiều sentry tới được solo. Và Nawan dính Doom rồi, sẽ không thể nào mở được ma lên. Ulti của Paladine không trúng được quá nhiều người, Dreamcoin cũng chỉ trúng 2 thôi, nhưng Nawan sẽ phải chết. Và Nawan không có buyback, Roshan vẫn còn đó, nhưng Sinai không quan tâm, giết được solo mid của đối phương rồi thì bây giờ Sinai muốn làm gì cũng được. Như vậy quyết định của họ là quay lại ăn Roshan, đồng nghĩa với việc VP sẽ có đủ 5 người để được push high ground. Không, tên đùa đấy, solo sắp chết rồi. Solo chết thật rồi, Ramzy mở Manta ra, Mana Void vào, vây cường đặt tường được 4 người. Một người chết ngay lập tức mà không kịp chăn chối, đó là Doombringer của IOE. Nhưng không sao, VP họ cũng đã phải mất một người trong tình huống đánh nhau đó rồi. Ma vẫn đang chết, vẫn còn Drow, vẫn còn Medusa. Sinai sẽ lại di chuyển vào Roshan thôi. Mất khá nhiều thời gian nhưng mà có lẽ sẽ là Kenegis dành cho Sinai rồi. Vừa Aegis và Cheese, Sinai họ sở hữu rất nhiều rồi. Họ có 11.000 chênh lệch net worth. Họ có lợi thế khiến Aegis và Cheese họ có dẫn mạng tới gần hơn gấp đôi đối phương. Họ có Drow và Medusa. Bây giờ sẽ là cơ hội vô cùng chín muồi cho Cloud9 lên high ground đối phương. Trụ ba cũng chẳng còn. Không phải bây giờ thì có lẽ sẽ là không bao giờ đâu. Hey,
Hãy cùng chờ xem liệu rằng VP họ có thi triển lại được những cái combo trong mơ để đép nhà thành công hay không. Phá Lincoln Sphere của Fata rồi. Fata Fox Staff vào trong. Và thế thì Fata có ra được không? Fata ra được rồi. Vào rất sâu nhưng vẫn kiểm rút ra chứ khi quá muộn. Kinh nghiệm của người đàn ông đã... Kinh nghiệm và lĩnh người đàn ông đã cứu mạng cho Fata trong tình huống vừa rồi. Ramsey bị phá Lincoln Sphere ngay lập tức là Blink về vì biết rằng mình có thể ăn Doom bất cứ lúc nào. Mà một Doom thôi là lên bảng điểm số. Check buyback một chút xíu thì sao? Chỉ có No One là người có buyback thôi. Xin lỗi bạn, No One và Night Pasha là người có buyback thôi. Ramsey cùng hai người support thì hoàn toàn không có được lượng tiền để có thể mua ra trong tình huống này. Nhưng mà C9 họ vẫn khá là khó để lên được high ground vì vừa nãy lúc tí nữa thôi thì là cái ông Fata kia mất luôn Kenegis khi mà chưa kịp làm bất cứ một động thái gì rồi. Lại lùi về đẩy lên cao lên, sau đó giờ lên hai con đó sau. Fuck, nó đang cắt quái ở dưới bot. Mất rất là nhiều máu rồi. À không sao, vì cũng còn mình máu to trong backpack mà. Ramsey đang là điều tương tự. Ramsey thì họ... Thực ra Ramsey anh không phải là muốn cắt quái, anh muốn đẩy trụ 2 của đối phương. Đang cố gắng thôi, lên high ground lần thứ N của C9. Fata liên tục bị phá Lincoln Sphere, Envy đến gặp nhà như trông không người luôn. Lao vào từ No One nhưng mà bật ra phản lên của Fata và như vậy là No One sẽ phải lùi ra thôi. Phí mất hai tràng Spirit Siphon. Ramsey làm cái gì này, đi bộ vào luôn nhưng mà mở Manta ra. Vì anh ấy biết rằng là Silent thì có thể giải Manta nên không sợ gì cả. Burling lên để phá Ward, tôi hiểu điều Ramsey muốn làm rồi. Một ông bắn Range Rex, một ông bắn Mi Rex, thật là như thế luôn. Ép được đối phương thì mở Fortify lên rồi. Fata vẫn đang đầy máu và mana. Vẫn còn Kenegis, vẫn còn Chi. Silence được lưu lại rồi. Ramsey blink lên nhưng Fata không sợ. Dream qua được 3 người. Và cũng là Silence 3 người luôn. Nhưng Fata đã bị sân trước một đối thịt. Vậy cần từ 1, 2, 3, 4 người từ lúc lên tới từ Park và No One sắp chết rồi. No One ơi, No One đang hồi máu rất nhiều nhưng No One bị Doom. Đồng nghĩa việc No One vô dụng những con bát này rồi. Và thậm chí No One cũng sẽ phải chết luôn khi mình bỏ tới DMS. Silence được 2 người xuống sắp chết rồi. Buyback dài từ No One. Nhưng Rex đã vỡ. Và bây giờ thì VP họ phải làm gì đây? Envy vẫn còn cheese. Envy được bump Lincoln Sphere vào vì biết rằng Ramsey có mana void. Fata không còn ulti nữa. Ramsey cắn chi sẽ quay lại vào hắn rồi. Và No One đang bị Silence dãy mở Ghost lên. Không còn Doom nữa nhưng mà có sẵn ra MSS. Ramsey bị chém lưu lăn vào mở và ra lên như lưu chết ngay lập tức. Ramsey blink lên chém Fata rồi chém AoE hai cảnh. AoE vẫn chưa chết, Ramsey bị Silence mà không mang ta. Ramsey chết luôn rồi mà không quay back. No One lùi về rồi. Lưu đã chết và như vậy là gói chi chi ngay lập tức sau khi AM chết mà không kịp dùng mana void. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 32, chiến thắng đầu tiên dành cho C9 trong vòng bảng của The International 2017. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ xem tạm một game khác, đó là game đấu giữa LGD